Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm sự của người lạ ta. Và thật sự đã rất rất lâu rồi đó, xin thưa các bạn, thì mới đăng một cái clip lên. Thì cái câu chuyện là như thế này, là 2 tuần trước cái lab của Đi bị hư. Lab của Đi bị hư và Đi đã định quay clip để đăng rồi, trong khi là dồn một ê clip luôn. Một ê clip đang được dồn luôn. Thì cuối cùng thì Đi cũng edit được một cái clip, là clip đi mua xô thơm sau những chuỗi ngày chật vật và vật vã để đi sửa cái lab đó. Thì cuối cùng cũng edit xong. Và rồi thì cái căn bệnh lười của tôi lại trỗi dậy các bạn. Còn mấy cái clip chưa quay á, để đó. Thì đến ngày hôm nay Đi mới rồi quay cho một loạt clip, xong rồi đăng lên cho các bạn xem dần dần luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta quay trở lại với ván trại của ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với ván trại của Đi. Và như cái title, tức là cái đề mục các bạn nhìn thấy đó, với câu hỏi: điều gì ngăn cản bạn đến với thứ bạn đang muốn? Thứ bạn đang muốn có thể là một mối quan hệ, một công việc, một cơ hội, một ước mơ, một đích đến nào đó, một cái vật chất nào đó. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau cởi mở và trải lòng qua những ván trại ra đó này nha. Như thường lệ thì Đi vẫn có 4 tụ bài. 1, 2, 3, 4. Rồi chọn đi nè. Các bạn có thể chọn 1 tụ, 2 tụ, 3 tụ, hoặc là thích quá thì coi hết 4 tụ luôn cũng được. Coi ủng hộ tôi. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên chúng ta đến với tụ bài số 1 với viên đá Red Sapper đây nha. Rồi, để trả lời cho câu hỏi điều gì ngăn cản bạn đến với những cái thứ mà bạn muốn. Mà quên nữa, trời ơi hồi nãy không có nhắc. Chết rồi, bởi vì Đi tự nhiên Đi nhớ ra là bởi vì cái ván trải ngày hôm nay Đi tham khảo của một cái bạn subscribe kênh của Đi, xong bạn hãy comment vô để một hồi nhớ nhắc lại. Ok, rồi thì để lý giải cho cái điều ngăn cản bạn đến với thứ bạn muốn là cái gì thì Đi phải nhìn thấy thứ bạn muốn hướng tới nó đang là cái gì mới được, đúng không? Nó đang là điều gì? Đầu tiên chúng ta có King of Pentacles hay là King of Earth, The Towers, The Magician, Eight of Water và Ace of Air. Đầu tiên King of Earth, lá King of Earth ở đây cho thấy được cái việc là có thể cái vấn đề nền tảng của cái yếu tố mà bạn đang muốn hướng tới nó liên quan đến tiền bạc hoặc là danh vọng công việc nhiều. Và Đi cảm nhận giống là trong cuộc sống vừa qua của bạn, bạn vừa mới có một cái sự gãy đổ nào đó, hoặc bạn vừa mới có một cái sự thất vọng về một ai đó, về một vấn đề gì đó trong cuộc sống. Và hiện tại cái mà bạn muốn hướng tới đó là làm chủ lại những gì mình đã mất, hoặc làm chủ lại những gì mà mình đang muốn hướng tới. Ở đây cái lá Magician nó thể hiện là cái tôi cá nhân ngay trong câu chuyện của bạn rất là lớn. Và cái Magician nó đứng trước tower, đứng sau tower, cho thấy được vậy là sau một cái quá trình bạn ngộ ra được một vài thứ, bởi vì bạn đã có cái sự sụp đổ về mặt niềm tin bên trong của bạn, thì bây giờ bạn bắt đầu lên cái kế hoạch cho cái chuyến hành trình của bạn để lấy lại cái vương quyền mà bạn đã mất. Có thể cái vương quyền này nó liên quan đến cái lợi ích cá nhân của bạn trong công việc. Nói thì nghe nó phức tạp, nói thì nghe nó lớn. Ví dụ mình đưa ra một cái câu chuyện nhẹ nhàng, tinh tươm và nó hết sức là thực tế đi ha. Là dụ như cái tháng vừa rồi, cái vấn đề kế toán trả lương cho bạn, bạn bị ăn chặn hết một số đồng lương và người ta đưa lên cho bạn bởi vì những cái lý do A, B, C, Y, Z, và bạn cảm thấy những lý do đó không có hợp lý, thì bạn đang trên con đường đòi lại cái sự công bằng đó. Cái thứ bạn muốn á, đó là cái sự tôn trọng người ta dành cho bạn. Hay nói một cách khác, những bạn chọn tụ bài số 1 đó là những người đang muốn đi hướng tới cái việc khẳng định bản thân giữa mọi người và yêu cầu mọi người phải có cái sự tôn trọng đối với bản thân bạn. Bởi vì ở đây Đi nhìn thấy được rằng á là đã lâu rồi người ta không còn để ý tới cái lời nói của bạn nữa, và làm như người ta phớt lờ những cái gì mà bạn muốn hướng tới, hay là những cái mà bạn đang làm á, nó không còn được nhiều người đón nhận, nó không còn được nhiều người lắng nghe và chào đón như trước đó nữa. Cho nên bây giờ bạn đang muốn có cái hơi hướng là tìm lại bản thân mình bên trong đó. Ở đây thì điều gì đang cản trở bạn? Cái mà bạn muốn đó chính là thể hiện cho mọi người nhìn lại bản thân, nhìn lại bản thân bạn. Vậy thì cái điều gì đã khiến cho người ta không còn hồ hởi với bạn nữa? Ở đây Đi lấy ra 5 lá bài ha. Bạn có lá Tree of Earth, là Tree of Air, Seven of Wands, The Devil ngược, lá Four Cup ngược, và cuối cùng lá Death ngược. Ok, Đi sẽ được xin được đọc cái câu thơ Kiều ở trong cái lá bài The Devil ha. Một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến Ngọc, tiếc gì đến Hương. Cái câu này á, mà khi mà nó ngược như thế này á, nó cho thấy được việc là
bạn chỉ biết bản thân bạn mà thôi trong công việc này hoặc trong cái định hướng bản thân. Chỉ biết bản thân là như thế nào đó là bạn là một người rất là tiên quyết, rất là nhiệt. Bạn khi bạn làm là bạn chỉ biết cái đường đó đi, bạn đi theo cái đường đó thôi, bạn càng quét hết người ta. Người ta nói gì kệ, kệ dục quan bên hết, bạn chỉ biết một mình bạn thôi. Bạn rất là can trường, can đảm và đôi khi cái can của bạn á, người ta can ngăn bạn không kịp, bạn đâm đầu vô chỗ chết luôn. Nên người ta nhìn thấy bạn là một cái người rất là muốn bành trướng. Và người ta bắt đầu cảm thấy rằng là có nhiều người cảm thấy là khó chịu vì bạn. Và có bắt đầu có những cái sự chống đối là bởi vì người ta cảm thấy khó chịu về cái cách mà bạn thể hiện bản thân của bạn ra. Người ta cảm thấy hơi khó chịu về cái cách mà bạn thể hiện bản thân của bạn ra. Đây, Seven of Wands, có quá nhiều những cái con người đối chọi lại với bạn. Bởi vì đơn giản người ta cảm thấy khó chịu về những cái điều mà bạn đang thể hiện. Ở đây lá Four of Cups và lá Death cho anh thấy được việc là có thể ban đầu bạn là một con người rất là tuyệt vời. Người ta đánh giá bạn là những con người làm việc rất là ok, hoặc là trong cái mối quan hệ nào đó bạn là người rất là ok. Nhưng mà càng ngày về sau bạn lại càng đòi hỏi nhiều hơn về cái mặt A, B, C, Z, về những cái lợi ích bản thân bạn. Cho nên tự nhiên người ta cảm thấy là bạn thay đổi. Người ta cảm thấy là bạn đang không có thật sự tốt như lúc trước nữa. Hay kiểu như vậy đó. Cho nên cái điều mà cản trở bạn đó là bởi vì chính cái cách mà bạn làm, cái cách mà bạn tiến lên, cái cách mà bạn thể hiện bạn giữa mọi người, nó khiến cho mọi người xa lánh bạn, nó khiến cho người ta không cảm được bạn nữa. Bạn trở nên khó gần hơn những ngày đầu. Và người ta cảm thấy ôi trời, cái sao cái đứa này nó bị sao á, hồi xưa nó đâu có vậy đâu, bây giờ nó kỳ quá à. Đó, cái kiểu giống vậy. Rồi, hãy xem tiếp nha. Rồi, hãy xem tiếp, chúng ta có lá Eight of Cups ở đây, Nine of Cups, The Moon, King of Cups và lá Five of Coins. Cho câu hỏi là vậy thì bây giờ bạn nên làm gì? Vậy thì bây giờ bạn nên làm gì? Để đi sẽ đẩy cái lá bài này xịt xịt lên trên để cho bạn có thể nhìn thấy. Vậy thì bây giờ các bạn cần phải làm gì? Cái mà các bạn cần làm bây giờ á, đó là các bạn nên thể hiện cái việc là bạn nên im lặng xuống. Bạn bớt cái thể hiện của bạn lại. Bạn nên chú tâm vào phần bên trong bạn hơn. Cái phần bên trong này hãy bắt đầu tập lắng nghe mọi người nhiều hơn. Hãy lắng nghe chính bản thân bạn. Thật ra bản thân bạn đi cảm nhận là bạn cũng nhìn thấy được, bạn cũng cảm nhận được những cái mà người ta đang không có thích bạn, hoặc là có những cái mà người ta đang đối xử bạn không có được như ngày ban đầu. Thật sự là bạn cảm nhận được chứ không phải là không. Nhưng mà đi cảm nhận giống như là bạn đang cố tình phớt lờ nó, bạn đang cố tình cho nó qua bên. Nhưng mà bây giờ cái phớt lờ nó không phải là cái đúng. Ok, đúng là ngay lúc này bạn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều, nhưng mà bạn hãy im lặng lại, không phải để phớt lờ, mà im lặng lại để lắng nghe những người xung quanh xem là họ đang cần gì ở bạn và bạn đang cần phải làm gì trong cái điều hướng sắp tới của bạn. Và trong thời gian tới nữa thì trong một số công việc cá nhân không phải công việc của bạn thì bạn không nên xen vào, cũng không có nên gọi là sắn tay vào để làm gì, bởi vì nhiều khi người ta sẽ nghĩ đó là một cái hành động của cái sự chen ngang thể hiện bởi vì người ta đã không thích bạn sẵn rồi. Bây giờ người ta đang có cái cảm giác không có vui, cho nên là bây giờ bạn nên giữ một cái thái độ im lặng, bạn nên sống chậm lại, bạn nên lẩn khuất con người luôn cũng được, ok không? Và rồi bạn cũng nên có cái thái độ mới, bạn nên tìm một cái con đường mới để giải quyết những cái này. Có thể là một cái buổi tiệc nào đó, một buổi gặp mặt ân tình, sẽ chia sẻ được nhiều hơn những cái mà người ta chưa hiểu bạn và bạn cần người ta hiểu bạn như thế nào. Ok, ở đây thì đi có lấy cho bạn một cái lá bài để đưa cho bạn một cái thông điệp, chúng ta cùng xem nha. Lá bài thông điệp của bạn đến từ nữ thần Amaterasu. Nữ thần này là nữ thần mặt trời của Nhật Bản ha. Cái câu chuyện gọi là sao, cái thông điệp của vị nữ thần này đó là inner beauty, tức là cái nét đẹp bên trong tâm hồn của bạn. Cái lá bài này nó gửi đến bạn một cái thông điệp rất là rõ ràng, đó là ngay lúc này cái mà bạn cần á, đó chính là show ra bên trong của bạn đang có cái gì, show ra bạn đang muốn thể hiện cái gì với mọi người, show ra cho mọi người thấy là bạn là ai, bạn đang muốn mọi người hiểu bạn như thế nào và bạn đang có cái ý thật sự là tốt thôi chứ không phải là những cái điều quá xấu. Mọi người đừng có ý kiến vấn đề là mực dính lên tay, tại đi viết cái viết máy á, xong nó văn mực lên tay. Ok, rồi tụ bài số 1 đã hiểu chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta kết thúc thôi. Ok, chào mừng các bạn đã đến với tụ bài số 2 của chúng ta với viên đá màu xanh lá ở đây. Chúng ta để nó qua một bên và bắt đầu vào câu chuyện của các bạn thôi nào. Câu chuyện là điều gì ngăn cản bạn đến với thứ bạn muốn? Ở đây đi sẽ có một số lá bài sau đây. Đầu tiên các bạn có lá Five of Water, Messengers of Air, Two of Air, Eight of Earth, and the last one is Kings of Air. Ok, đây là những lá bài của các bạn.
Điều gì khiến cho bạn không đến được những với thứ bạn muốn? Đó chính là bởi vì cái sự chần chừ của bản thân bạn, cái sự ba phải của chính bản thân bạn là cái khiến bạn khó đạt được những cái yếu tố gọi là những cái yếu tố định hướng trong cuộc sống. Bạn muốn làm cái đó nhưng mà bạn luôn luôn có rất là nhiều những cái câu hỏi trong đầu là mình phải làm như thế nào, làm ra làm sao, liệu mình làm có tốt không. Nói chung bạn luôn luôn gặp rất là nhiều những cái vấn đề về việc đó, chính là xác định xem mình nên như thế nào, mình nên làm nó ra sao. Bạn hay bị phân vân và hay bị ba phải trong cuộc sống, cho nên nó là cái ngăn cản rất là lớn trong bản thân bạn. Bởi vì đi thấy là cái nền tảng của những cái con người mà hay lấp lửng, hay sợ sai á, là bởi vì có thể trong cuộc sống, trong quá trình lớn lên của họ, trong cái quá trình làm việc và trải nghiệm thực tế, họ đã bị quá nhiều những cái sự sai lầm. Cái đầu tiên, họ gặp rất là nhiều những cái sự sai lầm, cho nên nhiều khi họ mất niềm tin vào bản thân họ. Cái thứ hai là họ gặp những cái mối quan hệ toxic, hoặc là họ được nuôi dưỡng trong một cái môi trường bác bỏ. Nuôi dưỡng trong một môi trường bác bỏ là như thế nào? Đó chính là ba mẹ bạn hoặc người thân của bạn á, sẽ luôn luôn không thừa nhận những gì bạn làm được. Kiểu là bạn làm cái đó thì ba mẹ bạn cũng sẽ là cái đó chưa đúng đâu, cái đó chưa được đâu, trong khi thiệt ra bạn cũng đã làm rất là tốt đối với những gì mà bạn đang làm lúc đó rồi. Cho nên á, bạn sinh ra được một cái bạn bị áp chế là một cái hiện tượng tâm lý, đó chính là mình luôn luôn cảm thấy mình làm chưa ổn và mình làm cái đó chưa được tốt, không biết mình làm có ổn hay không, luôn luôn mình sẽ đặt ra câu hỏi đó. Nhưng á, một chút xíu thì đi sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn ở trong cái ván trại tiếp theo đây. Thì nhưng mà ngay lúc này thì đi phải nói luôn, nếu là đi á nha, thì đi sẽ ứng xử theo cái hướng này, đó là bạn cứ làm đi, mọi người có nói sai thì bạn vẫn cứ làm đi, nếu cái đó nó không liên quan đến, nó không có vi phạm pháp luật, nó không có vi phạm cái gì theo cái kiểu là đạo lý làm người, hay nó cũng không có làm cho bạn bị tổn hại bất cứ thứ gì hết, thì bạn cứ làm đi. Nếu mà cái sự tổn hại duy nhất là nó tốn thời gian của bạn và nó cần cái sự đầu tư của bạn thì bạn hãy cứ làm đi. Cái chuyện đầu tiên là bạn phải làm xong bạn mới biết bạn sai chỗ nào. Còn này đi nhìn thấy dạng giống như là bạn này, bạn rất là muốn làm nhưng mà bạn vẽ cho cố, xong rồi bạn lại không có thực hiện được nó, do là bạn cứ bị chần chừ, lấp lửng. Và ở đây đi nhìn thấy được cái điểm tiêu cực luôn của bạn này, đó là bạn rất là hay bị phân tâm bởi người ngoài nói vô nha. Cái điểm tích cực của bạn là khi mà bạn làm cái gì rồi bạn sẽ hết lòng hết dạ cho nó, và đôi khi mà bạn làm rồi á, bạn sẽ còn có thể đào sâu, chuyên sâu và phân tích được vấn đề nữa cơ. Ví dụ là bạn đã học rồi là bạn sẽ học rất là tốt về cái môn đó, đã thích rồi, đã làm rồi là sẽ rất là tuyệt vời. Tuy nhiên những cái người này là hay gặp cái vấn đề về gọi là lấp lửng trong bản thân mình. Rồi, vậy thì điều gì khiến cho bạn trở nên cái này, trở nên là hay lấp lửng trong cuộc sống? Hồi nãy là đi chỉ là đưa ra cái sự mô phỏng thôi, là cái phỏng đoán của đi là có thể là các bạn được sống trong cái môi trường đó, hoặc là bạn đã gặp những cái trường hợp như vậy. Nhưng bây giờ hãy xem điều gì để khiến bạn trở nên như vậy ha. Bạn có lá Magicians, bạn có lá Vua Cups, King of Cups, Knight of Con, Trees of Earth và Ace of Water. Ok, đây là những cái yếu tố của bạn. Tại sao nó lại đem đến như vậy? Dia sẽ được đọc câu thơ ở giữa lên. Chàng vương nhớ đến xa gần, sang nhà chung lão báo ân Chu Tuyền. Ở đây á, Dia cảm nhận ra như vậy ha. Cái mà khiến cho bạn trở nên hay phân vân á, đó là bạn luôn luôn nghĩ mình còn non trẻ, mình sợ sai, bạn luôn luôn nghĩ là mình cần thêm thời gian để làm cái gì đó. Nhưng bạn phải hiểu được rằng là bạn phải vận động. Nếu bạn không vận động thì sẽ không có một ai đến vận động cho bạn cả. Ở đây bạn luôn luôn chờ thời nha. Đây là một con người rất là chờ thời. Và những cái yếu tố đó là, thiệt ra đi nhìn thấy á, là cái yếu tố rõ ràng nhất đó là yếu tố là bản thân bạn ù lì. Nhiều khi bạn cũng biết là bạn phân vân, nhiều khi bạn cũng thấy con đường đi mà bạn không có muốn đi. Đi cảm nhận là bạn cứ đứng đó thôi, bạn không muốn đi luôn á. Cái sự phân vân của bạn là bởi vì phân vân giữa cái việc làm và việc lười nha. Ok, rồi tiếp nè. Ở đây những cái tụ bạn trong tụ bài số 3 thì đi còn có lá Magician và lá King of Cup. Cái tiêu cực của bạn ở đây á, đi nhìn thấy được á, đó là bạn luôn luôn để cho cái công việc của mình á, nó ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đó là bạn vui thì bạn làm, không vui không làm. Vậy á, bạn vui bạn làm, không vui không làm. Có mood thì làm, không có mood thì không làm. Cái này nó cũng gần giống Dia, Dia hay bị vậy nè. Rồi, tiếp. Nhưng mà cái điểm mà Dia đang muốn bạn hướng tới trong cái điểm tích cực của bạn á, đó là bạn nhìn xa trông rộng rất là tốt. Bạn là một con người rất có khả năng nhìn xa trông rộng nha. Và bên cạnh đó là Ace of Cup còn cho thấy được việc đó là bạn á, ở trong bản thân bạn á, bạn đang có một cái mạch nước ngầm.
mạch nước ngầm, tức là cái mạch nước nó nằm ở phía dưới đất, và nếu mà nó cứ mãi dưới đất thôi thì con người ta sẽ không có biết đến nó, và nếu mà con người ta không chịu khai phá nó thì không ai xài được mạch nước đó hết, trừ phi phải có một người nào đó đào lên thì mới thấy và mới xài được cái mạch nước đó. Ok không? Và bạn như một cái mạch nước ngầm á, tức là bạn giỏi nhưng mà bạn cứ bị ù lì và bạn không có chịu chủ động cho những cái vấn đề mà cới nới, mở ra những cái con đường mới cho bản thân bạn, thì đây chính là cái mà đi nhìn thấy bạn bị chậm, bạn bị chậm chạp và sợ này sợ nọ sợ kia. Ok, tiếp ha. Vậy thì ngay lúc này bạn nên làm gì? Queen of Cups, the Magician, Two of Swords, the Hermit, và cuối cùng là lá the Lover. Ok, ở đây đi nhìn thấy được các lá bài bạn đều ngược hết. Ở trên đây bạn có lá Two of Swords, ở trên đây xuôi chiều, thì ở dưới đây lá Two of Swords ngược chiều. Bạn thấy không? Lời khuyên hợp lý không? Ở trên đây là bạn hay bị phân vân, thì xuống đây là bớt phân vân. Là bạn cần á, cần lắng nghe bản thân bạn. Bạn cần xác định lại cái tôi cá nhân của bạn. Cái tôi cá nhân là gì? Là bạn muốn gì? Bạn giỏi cái gì? Bạn làm được cái gì? Và vì sao bạn muốn làm những cái điều đó? Và bạn làm nó bằng cách nào? Bạn trước khi bạn làm gì, bạn nên đặt ra những cái yếu tố đó cho bản thân mình, thì nó sẽ giúp bạn á điều hướng được những cái lúc mà bạn cảm thấy chơi vơi. Ok không? Lá The Hermit và lá The Lover ở đây cho thấy được một cái vấn đề á, đó là bạn á là một cái người mà rất là giỏi. Thật ra bạn rất là giỏi nếu mà bạn biết cách ứng dụng bản thân của bạn. Chỉ là cái lúc này á, bạn cần tĩnh tâm lại, lắng nghe cái thế giới bên trong của bạn, và hãy cứ làm đi, đừng phân vân, cứ làm đi, mình không có tốn cơ hội gì hết nha. Rồi, một thông điệp dành cho tụ bài này. Thông điệp của bạn đây, cái lá bài này đến từ một cái nữ thần tên là Oba. Cái vị nữ thần nó đem đến một cái thông điệp, đó chính là về những vấn đề liên quan đến nội bộ hoặc gia đình. Tức là bạn nên lắng nghe những cái lời khuyên của những cái người gần nhất, như bạn bè, như người thân trong gia đình. Gọi là nên hỏi ý kiến của họ để họ có thể dẫn dắt bạn, để bạn bớt phân vân hơn. Tuy nhiên, đối với những bạn nào trong cái trường hợp mà trong một trong những cái trường hợp mà đi có phân tích hồi nãy, là thường những con người mà phân vân á, là do một là do tâm lý của họ là một người phân vân sẵn, hai là bởi vì á, là cái môi trường sống của họ tạo nên cho họ như vậy, là bởi vì là họ đã trải qua quá nhiều vấn đề, họ cảm thấy họ quyết định lần nào cũng sai cho nên họ phân vân. Hai á, là thêm một cái khác là do họ sống trong cái môi trường mà những người xung quanh họ hay bác bỏ họ, cho nên họ hay rất hay phân vân. Thì những cái trường hợp mà gia đình bác bỏ hay người xung quanh bác bỏ á, thì đi nghĩa là bạn nên đi tìm một cái người nào đó mà họ đủ giỏi, họ đủ tài trong một cái lĩnh vực mà bạn đang hướng tới á, để bạn lắng nghe cái câu lời khuyên của họ là cái điều tốt nhất. Ok, tụ bài số 2 kết thúc. Ok, chào mừng tất cả những bạn đã đến với tụ bài số 3. Đây cũng chính là tụ của Đi chọn. Thì Đi đang đặt ra là điều gì ngăn cản bạn đến với những thứ bạn muốn. Ví dụ như là những thứ mà Đi muốn là một cái sự ổn định, hoặc là một cái sự thành công nào đó, được mọi người yêu thích hơn, tăng view chẳng hạn. Thì giờ chúng ta cùng nhau xem là những chọn tụ bài số 2 sẽ như thế nào nha. Tụ bài số 3 đây, viên thạch anh tím. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với những cái cơ bản nhất. Vậy bạn đang mong muốn điều gì? 10 tiền, Emperor, trời ơi, quá đúng luôn. Ace of Water, Two of Earth, and the last one is the King of Water. Rồi. Aha, thì đây, nhìn thấy rất là rõ ràng. Cái mà bạn hướng tới, mọi người nhìn bên ngoài, đó là cái để cho vui. Mọi người nhìn thấy cái câu chuyện là tất cả những cái mà bạn hướng tới là những giá trị về mặt cảm xúc và tinh thần. Dù như bạn làm cái gì đó, nó cũng là để cho vui, để cho thích thú gì đó, chứ nó cũng không có lợi ích thiệt sự. Nhưng bên trong đó đi nhìn thấy là cái hướng, định hướng của bạn tới đó là những cái rất là lớn lao. Tức là cái King of Water, lá lớn nhất trong bộ nước, mà đi ở đây là lá Ace of Water, lá nhỏ nhất trong bộ nước. Ok không? Và ở đây bạn có những cái nguyên tố là đất, nước và lửa. Đất, nước và lửa. Nên đi nhìn thấy được rằng bên trong bạn á, bạn cái tham vọng bạn rất là lớn. Tham vọng về mặt vật chất và tham vọng về mặt danh vọng á, là Emperor, rất là lớn. Giống như đi thì đi làm kênh YouTube đi, thì đi muốn là mọi người sẽ biết đến đi nhiều hơn, xem kênh của đi nhiều hơn, đó là cái tham vọng của đi. Đi làm TikTok cũng vậy, đi cũng muốn mọi người sẽ xem kênh mình nhiều hơn, muốn tăng view, muốn được nhiều người biết đến hơn. Đó chính là những cái tham vọng của đi khi mà đi làm những cái này. Rồi, và mỗi người chúng ta đều phải có một cái tham vọng. Nó chính là cái đích đến, và nó chính là cái mà mọi người muốn có được trong một cái gọi là cái định hướng nào đó.
ok không, nên không có suy xét, soi xét gì về cái này ha. Rồi, cái mà bạn mong muốn là có được những cái giá trị mà mọi người cảm thấy là tung hê về mặt tinh thần, tức là bạn đang đi làm về mặt tinh thần, bên trong cái tinh thần đó của bạn á là những cái định hướng rất là xa, rất là những cái mà bạn muốn mọi người biết đến bạn. À, và đương nhiên nó cũng có những vấn đề về mặt vật chất, tuy nhiên ở đây nó là lá 10 tiền ngược cho thấy là bạn cũng không phải là quá nêu cao về vấn đề vật chất, tức là có vật chất cũng được nhưng mà bạn cũng không có quá nêu cao. À, ok chưa? Rồi, vậy thì điều gì đang cản trở bạn hướng tới cái điều này? Ở đây chúng ta có two of swords, ace of pentacle, ace of swords, eight of swords, ok, six of cups, and the last one, knight of swords. Rồi, lá tám kiếm. Trong hào ngoài lũy tan hoang, loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi. Thì cái lá tám kiếm nó đại diện cho cái việc đó là bởi vì á, bạn hiện tại á, bạn đang không nhìn thấy đường đi, hoặc là bạn đang bị bó vô một cái chỗ, bạn đang cần những cái thứ mới mẻ hơn, bạn đang cần những yếu tố để giải thoát bạn ra. À, ok không? Thật ra bạn đã đắn đo suy nghĩ rất là nhiều về những cái là mình nên đầu tư nó thêm như thế nào, nên làm gì để kinh cho nó mới mẻ, nên làm gì để cho nó tốt hơn, cho nó phát triển, cho nó một cái yếu tố mới trong cuộc sống này đó. Và đó cũng là một trong những cái sự tranh trở của đi dành cho cái kênh này, đó là đi đang suy nghĩ là xem là mình cần phải làm gì cho kênh nó mới mẻ hơn. Bởi vì là trong thời gian qua đi nhìn thấy là nếu mà đi cứ trải bài như thế này thôi, có 1000 kênh nó trải bài, và đi không có muốn là đi chỉ trải bài thôi, đi còn muốn làm những cái khác, cung cấp những cái kiến thức khác cho các bạn nữa. Thì cuối cùng thì đi cũng đã tìm ra được con đường rồi, nhưng bây giờ thì đi vẫn trải cái bán trải này để cho các bạn, ok không? Rồi, là do các bạn đang bị tù túng và bó buộc các bạn vào trong một cái khuôn phép nào đó, hoặc là bạn đang cảm thấy là bạn đang bị mù đường, bạn đang bị bích đường. Bạn không có cái đường nào để ganh hết. Và ngay lúc này bạn đang bị quá nhanh trong cái hành động của bản thân, cũng như là cái suy nghĩ của bản thân á, bạn đang bị quá nhanh, bạn đang bị hối hả quá, và bạn toan tính nhiều điều quá, bạn mong muốn nhiều điều quá, cho nên đôi khi á, nó sẽ là cái khiến cho bạn cảm thấy hơi mệt mỏi đấy. Rồi, vậy thì bạn cần làm gì ngay lúc này? Bạn cần làm gì ngay lúc này? Bạn có lá Ace of Pentacle of Con, The Fool nè, có lá Strength nè, có lá Empress nè, và cuối cùng là Ace of Cup. Rồi, cái mà bạn ngay lúc này đó chính là hãy dục bỏ những cái gọi là suy nghĩ của bạn trong đầu theo kiểu là phải làm gì bây giờ. Cái chuyện quan trọng nhất của bạn đó là bây giờ bạn hãy cố gắng thật sự, dùng cái sức của bạn cố gắng đi vượt qua cái sự khó khăn của bản thân mình, hãy vượt qua cái rào chắn đó. Bên cạnh đó, hãy tạo cho mình những cái cơ hội để đi đây đi đó nè, cái cơ hội để dung nạp thêm, để học hỏi thêm, để dung nạp thêm những cái kiến thức mới, những cái điều mới mẻ trong cuộc sống, để bạn sẽ có thêm nhiều cái góc nhìn và nhiều cái sự cởi nới hơn trong cuộc sống, bạn sẽ bắt đầu được mở ra. Tức là bây giờ bạn nên tiếp xúc với những cái thứ mới mẻ, bạn không có nên đi theo những cái con đường cũ rích nữa, hoặc là đôi khi đâu lâu bạn nên giải phóng bản thân bạn một chút xíu, ok không? Rồi, một lá bài dành cho bạn ngay lúc này. Mở. Thông điệp của bạn đến từ nữ thần Nyx. Cái lá bài này tên là Light, ánh sáng. Cái lá ánh sáng tức là hiện tại cái mà bạn nên làm đó chính là đi theo cái hướng ánh sáng. Cái hướng ánh sáng là gì? Ánh sáng chính là đam mê, ánh sáng chính là cái soi dẫn bạn, và ánh sáng chính là cái mà bạn muốn. Nếu mà bạn đang cảm thấy bạn đang bị lạc lõng ở đâu đó, thì có phải là ánh sáng là cái sẽ dẫn bạn ra khỏi nơi đó không? Thì đây, bạn nên sử dụng cái ánh sáng bên trong của bạn, hoặc là nhìn một, gọi là bạn tìm đến một cái nơi sáng hơn bằng cách là đi đâu đó để cởi nới mình ra, để mở rộng tầm mắt mình, để cho mình cái cơ hội học hỏi mới. Thì từ đó bạn cũng sẽ có thể giúp cho bạn đạt được những điều mà bạn muốn trong cái lúc này, ok không? Hãy chú ý vào những cái giá trị về mặt, gọi là sao, về mặt cảm tính của bạn, những cái giá trị về mặt trực giác của bản thân, bạn hãy chú ý vào những cái điều đó. Ok, tụ bài số 3 kết thúc. Ok, và cuối cùng chào đón tất cả các bạn đã đến với tụ bài số 4, tụ bài cuối cùng của chúng ta. Để viên đá này qua một bên, và chúng ta sẽ cùng nhau đi lý giải điều gì ngăn cản bạn đến với những thứ bạn muốn. Ở đây chúng ta có một số lá để nhìn xem thứ bạn muốn là cái gì. Seven of Air, Transformation. Ooh, wow wow. Ok, bạn là một người rất là tình cảm, bạn sống rất là tình cảm. Và cái mà bạn muốn á, đó chính là cái sự, sao ta, cái lá số 14 này nó ứng với lá Temperance. Nó là cái sự dung hợp, dung hòa. Bạn đang muốn phá vỡ những cái mà
gọi là chu trình bên trong bạn. Bạn đang cần một cái sự đột phá, bạn đang muốn có cái sự đột phá bên trong cuộc sống của bạn, bởi vì bạn cảm thấy là bao lâu nay cuộc sống bạn hơi nhàm chán. Bạn đang cần một cái sự transformation, tức là sự thay đổi. Tuy nhiên, đi cảm thấy là bạn đang vẫn còn chần chừ cho sự thay đổi này, bởi vì một là bạn hiện tại bạn đang cảm thấy là cuộc sống của bạn á nó khá an toàn, và bạn cũng đang hơi tiếc nuối cho cái sự an toàn đó nếu mà bạn phá vỡ nó ra. Và bên cạnh đó, đi còn nhìn thấy được nữa là Seven of Air ở đây cho thấy được là có thể là một lần nào đó bạn đã tự thử cho cái sự thay đổi và nó không thành công, hoặc là cái sự thay đổi của bạn nó gây nên một số thứ nó không được vui cho lắm. Cái sự thay đổi của bạn nó gây một số thứ nó khiến cho bạn cảm thấy hơi hụt hẫng trong cuộc sống này. Và cái mà bạn mong muốn đó chính là một cái sự bứt phá ở trong bản thân bạn. Rồi, vậy thì điều gì cản trở bạn? Chúng ta sẽ xem rõ hơn. Ở đây chúng ta có 5 of Cups, có 4 of Swords, có vua gậy hả? Có lá King of Wands. Lá Hangman ngược và lá 8 of Pentacles. Ok, xin được phép đọc câu thơ. Sư rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Cái lá khiên quan ngược này nó cho thấy được việc là tại sao mà bạn, cái điều gì nó đang ngăn trở bạn, đó chính là cái vấn đề là bạn chưa biết cái cách, bạn chưa có cái công cụ đúng, và bạn chưa có đúng vào cái thời á, bạn chưa có công cụ đúng, mà bạn chưa gặp được cái người để mà phá vỡ cái mà cái sự gọi là sao, cái sự an toàn của bạn. Đi sẽ viết cái sự an toàn của bạn nó như một cái sự nhàm chán mà lặp đi lặp lại nha, và bạn vẫn chưa gặp đúng cái người để mà phá vỡ được cái sự an toàn đó của bạn ra, cũng như bạn chưa đủ cái sự mạnh mẽ để phá vỡ nó. Ở đây đi nhìn thấy 5 of Cups cho thấy được việc là bạn rất là hay gọi là nuối tiếc về những cái đã qua, cho nên bên trong bạn là bạn có cái sự tiếc nuối. Nếu mà bạn gọi là phá vỡ cái sự an toàn của bạn ra thì rất có thể những cái mà bạn đang có nó sẽ phải bị mất và bạn tiếc nó. Cái thứ hai, 4 of Swords ngược cho thấy là nếu mà bạn thức tỉnh, gọi là nếu mà bạn có một cái hướng nhìn mới, nếu mà bạn vận động á, bạn sẽ sợ là bạn kiệt sức, bạn sẽ sợ là thế giới bên ngoài nó nuốt chửng bạn. Và ngay lúc này á, đi nhìn thấy là King Wands rồi Hangman rồi 8 of Pentacles nữa, nó cho thấy thực ra bạn rất là muốn thay đổi, nhưng mà cái khiến cho bạn không thay đổi được đó chính là cái bối cảnh cuộc sống, bởi vì bạn chưa rốt lòng, bạn chưa có hết lòng về vấn đề là bạn muốn thay đổi, bạn muốn bứt phá, nhưng mà bạn chưa tìm ra được cái phương cách, và bạn chưa tìm ra được cái cách thức tốt nhất để mà dung hòa những cái yếu tố hiện tại với những yếu tố tương lai. Là hiện tại bạn có cái gì, bạn cũng không muốn mất nó, và bạn muốn là tương lai của bạn nó cũng tốt đẹp mà không muốn mất cái gì hết, cho nên bạn đang bị nhập nhằn bởi những cái đó, là nói chung bạn đang tham đó. Ok, tiếp ha. Vậy thì ngay lúc này bạn nên làm gì? Bạn nên làm gì ha? 10 of Wands, The Emperor, Queen of Con, Knight of Swords, Queen Con ngược, Knight Swords ngược luôn, và là 8 of Wands. Ngay lúc này, cái đầu tiên mà bạn cần bỏ xuống đó chính là cái vấn đề tham lam của bạn. Đương nhiên khi mà bạn bứt phá, muốn bứt phá là phải đạp đổ, phải phá vỡ, phải làm cho nó nát tan, để cho họ phải thay đổi thì bạn mới bứt phá được, đúng không? Thì những cái giá trị về mặt vật chất ngay lúc này của bạn á, bạn nên đặt nó xuống, đặt nó qua một bên. Bạn hãy hướng tất cả mọi thứ đến những cái đó là cái định hướng của bản thân. Bạn nhìn vào xem khi mà bạn buông bỏ cái này bạn sẽ có được cái gì. Cái đó là cái quan trọng. Và đi cảm giác giống như là bạn này, bạn đang muốn là buông bỏ cái cuộc sống ồn ào để quay để đi đến một cái cuộc sống nó gần gũi thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, hay là kiểu nhiều người người ta muốn ở ẩn á, dạng giống bạn vậy á. Đi đang cảm nhận cái sự ở ẩn trong bạn rất là nhiều, là bạn muốn làm một cái gì đó nó thơ thơ, bạn muốn có một cái cuộc sống nó thơ thơ là như thế nào đó, là một cái cuộc sống mà nó chỉ quanh quẩn đơn giản thôi, bạn không muốn bon chen. Cái đột phá của bạn không phải là cái đột phá để bon chen, đột phá không phải để bon chen, mà đột phá thay đổi là để bạn trở lại với những cái thứ ngây ngô, để bạn trở lại với những thứ đơn giản nhất. Và cái mà bạn sợ là khi mà bạn sợ bạn buông bỏ hết những cái mà bạn thực tại mà đang có, thì về sau á, về những yếu tố về mặt tiền bạc á, nó sẽ không có hỗ trợ cho bạn, như là rồi về quê ở cái không có tiền vậy hết rồi. Nhưng mà cái lúc này bạn đang cần một cái, nếu mà bạn muốn định hướng cái hướng đó thì bạn cần phải luôn luôn khẳng định là bạn cần phải làm nó như thế nào. Và rồi khi mà bạn chuyển đổi qua một cái cuộc sống như thế thì bạn sẽ định hướng nó ra sao, bạn sẽ làm nó
theo cái cách thức như thế nào là ở bản thân của bạn. Ok không? Và đi không đi ở đây đi vẫn chưa thấy được cái việc là bạn đang có hành động, bạn chỉ mới lên kế hoạch thôi. Cho nên đây là một cái thông điệp cho bản thân bạn ha. Thông điệp của bạn đó chính là đến từ đất mẹ Gaia, connection to the nature. Bạn nên có một cái sự hồn nhiên trở lại, bạn nên suy nghĩ một cách đơn giản thôi. Đôi khi bạn nên học thiền, hoặc là đôi khi bạn cứ nên có sự kết nối với vũ trụ xung quanh bạn bằng cách là thiền định, đi yoga, hoặc là đi trekking, hoặc là đi du lịch đâu đó để tự đắm chìm mình vào thế giới tự nhiên. Từ đó nó cũng sẽ cho bạn một vài cái sự ổn định bên trong tâm thức của bạn, rồi bạn sẽ rõ là ngay lúc này bạn cần phải làm gì. Ok không? Rồi, tụi bài số 4 kết thúc. Ok, và bây giờ đây là những cái hộp đây những cái bộ bài mà Đi đã sử dụng trong ngày hôm nay. Đầu tiên là The Good Tarot. Cái bộ này rất là dễ xài. Bạn nào mà một người mới trong tarot thì cũng có thể sử dụng bộ này. Bộ thứ hai đó là bộ khá là nổi tiếng dạo gần đây là Kiều Tarot. Bộ này thì hơi khó khăn một xíu bởi vì là cái nghĩa của thơ Kiều nó hơi meo meo. Rồi, ở đây bộ thứ ba đó là bộ The Fantastic Menagerie hay là Menagerie gì đó không biết nha, nhưng mà bộ này thì cũng khó đối với những bạn newbie á, đi cảm thấy hình ảnh nó cũng khó cảm. Rồi, và bộ cuối cùng, bộ Oracle tên là Legendary Ladies. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Đi rất là nhiều. Và bây giờ thì Đi mong là bạn nào đang có một cái câu hỏi nào đó hoặc là muốn Đi trải bài gì, các bạn có thể đặt ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Đi Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.